Thưa quý vị, tuần qua, các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, trong đó việc Bộ Tài chính thông tin tiến độ chỉnh dự án 3 luật thuế sửa đổi quan trọng. Các báo cho biết, Bộ Tài chính đang hoàn thiện luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi để sớm trình Quốc hội xem xét. Theo đó, luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi và thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2025. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với dự án luật tại kỳ họp thứ 7 tháng 5 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024. Một nội dung khác cũng được nhiều báo phản ánh, đó là tình hình giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm ước đạt 8,7%. Theo báo cáo của Bộ Tài chính về giải ngân vốn kế hoạch năm 2024, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 29 tháng 2 năm 2024 là 59.998,1 tỷ đồng, đạt 8,7% tổng kế hoạch, đạt 9,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Có 4 trên 44 bộ cơ quan trung ương và 38 trên 63 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt mức bình quân chung của cả nước. Báo chí tuần qua cũng phản ánh nhiều nội dung thông tin liên quan đến việc nhà cung cấp nước ngoài nộp hơn 2.000 tỷ đồng tiền thuế. Các báo cho biết, Bộ Tài chính mới đây vừa thông tin về tình hình thực hiện công tác thuế 2 tháng đầu năm 2024. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử. Trong đó, có 67 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai nộp thuế với tổng số tiền là 2.030 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết sẽ rà soát, đôn đốc các nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định trên cổng thương mại điện tử của Tổng cục Thuế.